thoái hóa khớp gối, không mang vác đồ nặng. Bạn có từng cảm thấy đau nhức sau khi mà chúng ta bê một món đồ nặng không ạ? Điều này không chỉ là một dấu hiệu của mệt mỏi mà có thể là cảnh báo rằng đầu gối của bạn đang gặp vấn đề và rất là nghiêm trọng. Nếu bạn hoặc là người thân đang bị thoái hóa khớp gối, điều quan trọng nhất mà bạn cần nhớ là không nên mang vác đồ nặng. Tại sao? Hãy cùng tìm hiểu để tránh khỏi những hậu quả nặng nề và việc mà có thể gây ra tới khớp gối của bạn. Thoái hóa khớp gối xảy ra khi lớp sụn của chúng ta. Thoái hóa khớp gối xảy ra khi lớp sụn bảo vệ đầu sụn ấy, nó dần dần nó bị bào mòn dần và dẫn tới cái việc là lộ ra đầu xương. Hai đầu xương cọ sát vào nhau gây ra tình trạng đau nhức, sưng tấy và cứng khớp. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng di chuyển và thực hiện các hoạt động thường ngày. Đặc biệt là khi khớp gối phải chịu cái áp lực lớn từ trọng lượng của cơ thể hoặc là từ mang vác thêm đồ nặng trên người của mình. Khi bạn mang một đồ nặng, áp lực lên khớp gối tăng lên gấp đôi và gấp nhiều lần hơn so với trọng lượng của cơ thể. Đối với một khớp gối đã bị thoái hóa, việc mang vác không chỉ gây thêm đau đớn mà nó còn làm cho tổn thương sâu hơn về các mô mềm, dây thần kinh, dây chằng và sụn khớp. Đặc biệt là sự bào mòn giữa các đầu xương sẽ nhanh chóng tăng lên, đẩy nhanh cái quá trình thoái hóa tiến triển. Thoái hóa khớp không chỉ là làm cho bạn cảm thấy là đau nhức mà nó còn làm suy giảm khả năng cân bằng và sức mạnh của đầu gối, khiến bạn dễ bị mất thăng bằng và khi mà đi di chuyển. Khi mang vác đồ nặng, khớp gối của bạn không thể đáp ứng được cái áp lực, dẫn tới cái tình trạng nguy cơ cao bị chấn thương, thậm chí là trượt đốt sống hoặc là giãn dây thần kinh và gãy xương. Việc tiếp tục mang vác đồ nặng khi mà mình bị thoái hóa khớp gối không chỉ là gây đau đớn tức thì mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng cuộc sống về lâu về dài. Các hoạt động hàng ngày như đứng lên, ngồi xuống hay đi bộ trở nên là khó khăn hơn bao giờ hết. Theo thời gian thì nếu khớp gối tiếp tục bị tổn thương, bị bào mòn, bạn có thể đối mặt với nguy cơ khả năng di chuyển không còn được nữa, có thể là sang thoái hóa khớp độ 4 và lúc này chúng ta có thể phải ngồi xe lăn. Thay vì mang vác đồ nặng, bạn hãy tìm đến những giải pháp thay thế nó an toàn hơn, sử dụng như xe đẩy, nhờ người khác giúp đỡ hoặc là chia nhỏ các món đồ để giảm cái áp lực tác động lên khớp gối của chúng ta. Hãy nhớ rằng bảo vệ khớp gối ngày hôm nay chính là bảo vệ sức khỏe và sự linh hoạt của tương lai của bạn sau này. Thoái hóa khớp gối không phải là dấu chấm hết cho cuộc sống năng động của mình, nhưng điều quan trọng là phải tìm hiểu và phải lắng nghe cơ thể của mình. Đừng để việc mang vác đồ nặng làm tổn thương thêm cái tình trạng ở khớp gối. Đừng để cái khớp gối quý giá của mình bị tổn thương. Trong thời gian qua, tôi cũng như đội ngũ y bác sĩ phòng khám đã hỗ trợ hàng ngàn người có một hệ cơ xương khớp linh hoạt, dẻo dai hơn. Nếu anh chị em cô chú đang có tình trạng khô khớp, thoái hóa khớp, đi lại khó khăn thì hãy nhắn cho tôi. Tôi cũng như đội ngũ y bác sĩ phòng khám sẽ hỗ trợ cho mọi người để làm sao đưa cho anh chị em cô chú những cái phương pháp nó hiệu quả hơn, nó an toàn hơn, và quan trọng đó là theo dõi xuyên suốt quá trình điều trị để mọi người có một kết quả được tốt nhất. Đó là điều trị toàn diện. Nếu mà anh chị em cô chú cần hỗ trợ, mọi người nhắn ngay cho bác sĩ Trang nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.